mình tiêu hết bao nhiêu tiền trong một ngày? Phiên bản ngày nghỉ, sáng dậy chưa kịp tỉnh ngủ là phải đi lấy hàng Shopee hết 247.000 rồi. Mình mua chai sữa tắm của Her Focus dành cho da bị viêm nang lông, chai mình đang dùng sắp hết rồi. Mùa hè mình mặc đồ bị bí nên là bị viêm nang lông. Sau một khoảng thời gian sử dụng cả bộ sản phẩm của Her Focus thì cái vùng lưng bị mụn và viêm nang lông của mình đã cải thiện rất nhiều. Mùa hè ai bị viêm nang lông ngại mặc đồ hở thì cứ thử dùng liệu trình này ha. Tắm xong rồi dùng chai xịt có chiết xuất trà xanh và BHA này rồi thoa kem dưỡng. Vậy là xong. Đây là bản nâng cấp của liệu trình cũ nên là thời gian hỗ trợ để nhanh quá trình giải quyết viêm và ngừa viêm nang lông cũng nhanh hơn. Tắm rửa sạch sẽ xong rồi đi ăn sáng. Phần cơm này mẹ mình mua hết 35.000. Nhưng mà ăn nó dở quá. Vậy nên mình chỉ ăn được vài đũa thôi rồi order Lotte ra hết 80.000. Bữa sáng chưa gì là hết 100.000 rồi đó. Ngay sau khi ăn sáng xong thì là đến giờ hẹn của mình ở spa. Hai chuyến đi Grab bay đi đi về về hết 131k. Đi spa mình quyết định dùng hai liệu trình triệt lông nách và bikini. Mình tiêu hết 3.700.000 cho hai liệu trình này. Về nhà rồi còn đi mua thêm mặt nạ nữa chứ, hết 68.000. Chiều make up sửa soạn rồi đi ăn thôi. Món Huế mãi đỉnh luôn và cũng rẻ nữa. Hai người ăn hết 378 cho bữa này. Rồi mình lại phải ghé qua để mua mấy món mỹ phẩm vừa dùng hết. Mình mua tại Tế Bào Chết Body serum HA dầu gội hết 487.000. Và mặc dù là ngày nghỉ nhưng mà cuối ngày mình vẫn ra quán cà phê ngồi học bài nha, ly nước hết 59.000 đó. Ai giống mình không, chỉ học ở quán cà phê là tập trung hơn hẳn luôn. Tổng ngày hôm nay mình tiêu hết 4.938.000.